Ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 thanh thiếu niên về hành vi phun sơn lên ghế đá công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền với tổng số tiền phạt 5 triệu 250 ngàn đồng. Trước đó, tại khu đất trống thuộc khu dân cư B, khóm Hòa An, phường 2, thành phố Sa Đéc, Công an thành phố phối hợp với công an phường Hai tuần tra đã phát hiện bốn thanh niên này dùng chai sơn xịt vẽ lên ghế đá với nội dung quảng cáo cho một trang web chuyên cá cược ăn thua bằng tiền nên tiến hành mời các đối tượng này về trụ sở công an làm việc. Qua làm việc, các thanh niên cho biết để kiếm tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên mạng internet tìm kiếm việc làm thì phát hiện có địa chỉ trang web giới thiệu công việc đơn giản, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ vẽ quảng cáo tên trang web lên các ghế đá với tiền công 15.000 đồng một ghế đá ngoài xử phạt hành chính lực lượng chức năng đã yêu cầu nhóm thanh thiếu niên trên tiến hành vệ sinh tẩy xóa các nội dung đã vẽ quảng cáo tại các điểm đã thực hiện